quý vị, phải đến 5 tháng nữa thì mới đến đám cưới chính thức của Hoàng tử Anh Harry và bạn gái Meghan Markle. Thế nhưng ngay từ bây giờ, Hoàng gia Anh cũng như là các nhà phân tích kinh tế đã tính toán tới việc tổ chức đám cưới này ra sao và kinh tế Anh sẽ thu lại được bao nhiêu. Và cũng có ý kiến cho rằng nước Anh sẽ mất hàng tỷ đô la vì đám cưới Hoàng gia lần thứ hai này. Vậy người Anh dự tính thu lại được bao nhiêu từ đám cưới đình đám nhất trong năm 2018 này? Hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Hoàng tử Anh Harry và cô bạn gái Meghan Markle sẽ chính thức làm hôn lễ vào ngày thứ Bảy 19 tháng 5 năm 2018. Theo công ty định giá thương hiệu của Anh, thì tính sơ sơ, số tiền mà nước Anh có thể thu về từ đám cưới hoàng gia lần hai đình đám nhất năm nay sẽ vào khoảng 500 triệu bảng. Chúng tôi ước tính đám cưới hoàng gia sẽ mang về khoảng 500 triệu bảng, tương đương 668 triệu đô la Mỹ, trong đó gần 200 triệu bảng thu được từ du lịch, dịch vụ khách sạn, khoảng 150 triệu bảng từ việc người dân mở tiệc ăn mừng, khoảng 100 triệu tiền quảng cáo trên toàn thế giới, cộng với 50 triệu bảng từ tiền bán áo phông, mũ và các đồ lưu niệm khác. Người Anh coi đám cưới này là niềm tự hào cho cả quốc gia, một đám cưới nổi tiếng. Lâu đài Windsor nằm ở phía tây London, với tuổi đời hơn 1.000 năm, sẽ là nơi diễn ra đám cưới rình rang này. Ngay từ bây giờ, các đồ vật lưu niệm liên quan tới đám cưới của hoàng tử Harry đã được bày bán. Bởi đây cũng là địa điểm du lịch thu hút khoảng hơn 7 triệu khách tham quan mỗi năm. Tất cả chúng tôi, từ nhân viên đến người dân ở Windsor, đều háo hức. Chúng tôi mong đợi sự kiện này bởi nó sẽ là cú hích lớn đối với kinh tế. Rất nhiều người sẽ đến đây dự đám cưới và cũng có rất nhiều người tham gia phục vụ cho đám cưới hoàng gia lần này. Ngày diễn ra đám cưới hoàng gia, người dân Anh thường được nghỉ làm và coi đây là một dịp nghỉ lễ đặc biệt. Trước đây, người dân nước này đã từng được nghỉ một ngày khi diễn ra đám cưới của hoàng tử William và công nương Catherine. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, mỗi ngày nghỉ khiến nền kinh tế Anh thiệt hại khoảng 2,3 tỷ bảng, khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Chưa tính tới việc nước Anh phải huy động một lực lượng lớn cảnh sát để đảm bảo an ninh, và chi phí này cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Theo kênh truyền hình CBS, lần trước đám cưới của hoàng tử William ngốn khoảng 34 triệu đô la Mỹ, trong đó có 32 triệu đô la Mỹ dành cho an ninh.